chúng tôi tâm sự với nhau tất cả nỗi lòng, chuyện buồn, chuyện vui. Trong lúc hứng chí, tôi đưa cho anh Phắn đọc lá thư của bố tôi gửi cho tôi ngày cuối cùng khi còn ở Hà Sơn Bình trước khi vào Nam. Anh Phắn vài ngày nữa sẽ về đơn vị mới. Chúng tôi thì muốn thời gian đừng trôi để giữ anh bên cạnh chúng tôi thêm lâu hơn nữa. Và lúc này anh ấy vẫn là bê trưởng của chúng tôi. Tôi và thằng Bình xin phép anh Phắn về cứ ba lô lấy thêm quần áo. Thằng Bình còn bộ quần áo nữa chưa mặc, trong khi chúng tôi rách nát hết rồi. Lúc này lính Hà Nội đoàn tôi trong e chỉ còn đếm đủ trong đầu ngón tay số hy sinh, số bị thương và số đông tranh thủ lúc chiến trường nhộn nhạo bỏ trốn về tuyến sau. Họ đã đi đâu có trời mới biết. Những thằng như chúng tôi thì nằm lại xe, đến được nghe bài hát trên cái radio của D trong chương trình ca nhạc cũng là điều mơ ước. Thì làm sao mà biết tin tức của toàn thể anh em lính Hà Nội đoàn tôi vào E-209 đã đi đâu? Tiếng đồn lính Hà Nội bỏ ngủ nhiều như một câu chuyện thời sự nóng bỏng. Trên xe bộ đã không đồng ý cho tôi và thằng Bình cùng nhau về cứ ba lô trên E để lấy quần áo. Nhưng anh Phắn đứng ra bảo đảm chuyện cho hai thằng tôi đi. Chuyện này sau gần một năm tôi mới biết. Buổi họp tối hôm đó trên xe bộ xoay quanh chuyện hai chúng tôi sáng mai về cứ ba lô của E. Anh Phắn đã phải lấy cái mác đảng viên của mình để đảm bảo cho việc đó. Vậy là hôm sau ăn sáng xong, hai thằng tôi lên đường về E. Khi đi phải đi qua con đường trước cửa xe bộ, cách một khoảng rộng. Anh em trong xe bộ nhìn theo chúng tôi, và khi đó hai thằng chúng tôi đâu có hiểu chuyện phức tạp đến như vậy. Đơn giản là hai thằng chúng em về cứ lấy bộ quần áo trên E rồi về đơn vị thế thôi. Vậy thì những ánh mắt đổ dồn nhìn theo hai chúng tôi để làm gì nhỉ? Khoảng 9 giờ sáng, chúng tôi về đến cứ ba lô trên E bộ, lấy xong bộ quần áo rồi đi về C. Về được nửa đường thì gặp cái xe chở gạo cho D7 chạy ngang. Chúng tôi đu lên xe đi về đơn vị. 10 giờ sáng chúng tôi đã về đến xe bộ C2. Thời gian đi về nhanh hơn với xin phép 2 giờ. Khi về ngang xe bộ C2, anh tập chính trị viên đứng ngoài cửa hầm nhìn ra thấy hai thằng chúng tôi đi về thì cười rồi gật đầu chủ động chào chúng tôi. Lúc này tôi chưa hiểu cái gật đầu chào đó, chỉ biết rằng anh Tập là người chính trị viên dễ gần, dễ mến, sống hòa đồng với hai thằng binh bét chúng tôi trong đơn vị. Thực ra, cái gật đầu chào đó là anh tỏ ra bằng lòng, tin tưởng ở lập trường của chúng tôi. Vì chúng tôi về cứ, anh Phắn đã đặt cược danh dự của mình. Anh đã tin tưởng bảo lãnh cho chúng tôi. Anh Phắn là người đã đặt hết niềm tin ở hai thằng chúng tôi, và chúng tôi cũng không bao giờ phụ lại lòng tin của anh.